chức trách bắt lại được á, người này á phạm tội, kể ra phạm 36 tội, trong đó sát sanh có, trộm cướp có, tà dâm có, nói láo có, cộng lại hết trơn tất cả các cái tội, ông này phạm 36 tội mà chỉ phá một giới uống rượu một thôi là phạm 36 tội. Như vậy á, thì ông uống rượu vô xỉn, ông không còn giữ được cái giới nào cả, phạm được tất cả các tội. Vì cái lý do đó mà trong năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ, Đức Phật dạy là cấm uống rượu, cấm buôn bán rượu, cấm đặt rượu luôn. Đức Phật dạy một người Phật tử á, tại vì rượu uống vào nguy hại như vậy. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, dạy rằng nếu một người nào đó cầm một ly rượu này, bạn ơi bạn uống với tôi một ly đi, bạn không uống bắt bẻ hồi bạn phải uống. Cầm một ly rượu mời người khác, người đó bị quả báo 500 kiếp bị cục cánh tay. Quả báo của kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận, Đức Phật dạy mời người ta ly rượu uống thôi, chưa uống nha, 500 kiếp bị cục cái cánh tay nè. Nên á, quý vị nào lỡ có cục tay chắc đâu đó cũng kiếp trước cũng mời người ta uống rượu rồi, dữ lắm đây. Này chiếu theo kinh thôi chứ không dám nói ai về uống rượu nha, mình nói theo kinh sách thôi. Nhưng mà uống rượu nó còn một cái tai hại khác mà bây giờ làm tổn thương xã hội dữ lắm quý vị. Ngày xưa chúng ta uống rượu nếp, rượu gạo á quý vị thì không sao, uống ngủ tới sáng khỏe re. Bữa nay chúng ta uống ngủ tới sáng, thức dậy đi làm nổi cái đầu mình nhức như là búa bổ. Tại sao lại là cái điều đó quý vị? Bây giờ rượu bằng chất hóa học không quý vị? Mấy cái viên thuốc thuốc nè pha vô thành lít rượu, mấy viên thuốc pha vô lành lít rượu tỉnh bơ à. Mỗi lần á lấy rượu từ cái nhà của người ta đi lấy về, bữa nay mua một bọc thuốc được rồi, đem nước lạnh ra pha vô rồi bán, uống cũng ngon lành như thường. Mà quý vị biết đó là gì không? Là cồn đấy. Cồn với rượu khác nhau, cồn có giá trị sát trùng, có chất thương chất độc mà. Chất độc này chất độc đối với không phải độc với thịt mình mà độc với cái mạng sống, độc với thần kinh á của cái con vật nó nhỏ nhỏ đó, cái thần kinh nó bị tê liệt hết. Vậy là cồn. Vậy là rượu chúng ta bào chế, chiết xuất từ mía, từ khoai, từ những chất tinh bột như là từ gạo, từ nếp. Nhưng mà bây giờ không chiết xuất bằng đó mà ta chiết xuất bằng gỗ. Dù cây tràm cái này bằng gỗ ủ lên men đó quý vị. Người ta gọi đó là chiết xuất bằng cellulo. Cái cellulo này có một cái nhóm của gỗ á, nó có một cái liên kết mà qua gan với thận mình lọc không được. Con người ta mình á, có hai cái gan và thận để lọc ra các chất độc trong cơ thể. Mình ăn vô có những cái độc tố, có những cái không phải độc tố. Như ngày hôm nay á, mình ăn trái cây đi quý vị tự thấy không? Vô chùa mình thấy trái cây nào á, mà mình thấy trái bự bự nè, mình thấy khoái quá, mình mua về ăn. Mình đâu có biết đâu, phải không? Cái bữa trước á, quý vị Phật tử, chúng tôi về miền Tây, cái nhà cái anh đó trồng dưa hấu, gần Tết trồng dưa hấu á, cái trái dưa lớn lớn nè. Anh la ngày mai á, con cắt dưa con bán cho người ta chưng à. Cái thầy cười, thầy la trái dưa ba lớn này mà đem lên bàn thờ chưng coi sao được. Ông la đừng có khi dễ nghe thầy, đừng khi dễ nghe, ngày mai con phù phép cho thầy coi. Tới sáng cắt ra trái dưa nào, trái dưa nấy bự lớn lớn nè. Là trời sao đêm anh phép gì mà tài quá vậy? Tài thiên hay gì, học được phép tài thiên gì? Chỉ về cho thầy coi. À, chỉ phép này về thầy mua chỉ vàng về thì biến ra cái thành cục vàng ba lớn này, à, xây chùa thoải mái luôn. À, là không có thầy ơi, phép này là phép dưỡng trái, à, tưới vô vàng, vàng còn nguyên nha, nhưng mà tưới vô trái, trái nở ra. Như vậy là cái thuốc này là thuốc dưỡng trái của Trung Quốc nó bán á, ba lớn lớn, tưới một đêm một phình ra to đây nè, chất độc con đó mình ăn vào. Vậy mai mốt á, mình thấy mình ăn rau với vị tử, mình lựa rau nào cộng to to mập mập không có sâu, ăn vô một cái không có sâu trong bụng mà có thuốc rầy trong bụng á, biết sao không? Xịt thuốc rầy mới hết sâu, phải không? Xịt thuốc dưỡng cây dưỡng trái nó mới to lớn ra. Như giá cũng vậy nữa, giá bình thường á cộng nhỏ nhỏ nè, bây giờ giá thuốc cộng lớn lớn nè, phải không? Mình ăn vô những cái chất đó mà ăn chất đó là chất độc không à, giống dịch như hệt như là mình ăn những cái chất mà làm dai hủ tiếu á, hình như là phocmon phải không? À, phocmon làm dai hủ tiếu đó, nó làm giữ lại trong gan thận mình á. Thì cái gan thận mình có cái chức năng là lọc tất cả các chất độc đó ra. Nên bây giờ á, chúng ta ăn trái cây, ăn tất cả các đồ mà nó có chất độc vậy đó, quý vị muốn lọc ra giác sáng, đừng ăn uống gì hết. Quý vị uống như vậy đó là ba chai nước này nè, trong vòng một tiếng đồng hồ uống chút ngưng, rồi đi tập thể thao nhẹ, vuốt tay xung quanh bụng theo chiều của rúng mình nè. Vậy thì nước này nó tống thẳng xuống ruột non luôn, qua gan qua thận nó lọc hết chất độc ra ngoài. Bữa đó đó chúng tôi làm ngành y, làm ngành y là bắt mạch hút thuốc cho người ta đó. Thì có cái cô này khoảng hai mấy tuổi làm chủ của thẩm mỹ viện, cổ lợi á, cổ xin thuốc, hỏi là cô bệnh gì trong người, là không có bệnh người, bệnh ngoài người thầy ơi.
hỏi bệnh ngoài người là bệnh gì, sao thầy thấy mặt tiền có mà thầy còn hỏi, hỏi mặt tiền là gì, nổi mụn khắp mặt chứ quý vị, nổi cục đây nè, làm chủ thẩm mỹ viện, thầy của massage da mặt đồ, thầy của kem đồ, mới đầu nổi lên sức acne lặn, qua mấy bữa sau nổi lên sức olay nặng, qua bữa sau nổi lên sức biore nặng, qua bữa sau nổi lên sức cái gì cũng còn nguyên. Như vậy là cơ thể mình không có lọc được. Để đây thầy mới hỏi là uống cái gì rồi, sức cái gì rồi, nói toàn là sức những cái đắt tiền không à. Thầy là thôi bây giờ bữa nay chữa bằng nước lạnh, chữa theo bằng phương pháp Osawa của Nhật. Sáng sớm thức dậy uống 3 chai nước này cho thầy, nước trắng, và trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải uống lượt nha. Và chúng ta đi tập thể dục nhẹ, đi tới lui xoa theo chiều kim đồng hồ như thế này. Như vậy mà cổ uống chỉ có nửa tháng thôi, mặt bóng láng như diễn viên điện ảnh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc quý vị. Không còn miếng nào hết, tại vì cái cơ thể mình lọc ra không được chất độc, bây giờ nước vô lọc ra ngoài hết. Và có một người nữa học lại cho thầy, là một cái vị này tu bên khất sĩ, vị bị bệnh trĩ ngoại á, to to đây nè, ra rồi ngại, người tu mà ngại đi bác sĩ nên uống nước nè, uống một tháng y như vậy quý vị. Giác sáng đừng có xúc miệng, mà mình đừng có ăn gì hết. Ê sao cười, nói là không có xúc miệng á là dơ phải không? Không đâu, mình nuốt nước miếng từ đâu ra, từ miệng mình chứ đâu. Không có xúc miệng nó có lý do, là tại vì cái abidan mình á, hai đây có abidan, mà abidan là nó có chất đề kháng cái gì độc tố bên ngoài của vi trùng vi khuẩn đi vào, hai abidan này đánh trước nè, rồi mới đi vô trong người mình, thì trong máu mình nó sanh ra bạch cầu đánh tiếp. Như vậy thì hai abidan này giống hệt như hai ông gác cửa ở ngoài mồm đi vào, nên cái người nào cắt abidan rồi dễ bị nhiễm trùng nhiễm độc lắm, dễ bị lắm, dễ bị hơn cái người còn abidan. Cơ thể mình nó có ý nghĩa hết á, nên đừng có cười, nghe nói là không xúc miệng đừng cười, không xúc miệng nó còn giữ được cái men của abidan đó, uống nước vô nó tuôn xuống, nó làm giải được cái độc tố diệt khuẩn diệt trùng này nọ hết cho mình. Như vậy là chị được là uống một tháng một teo lại rụng chỉ luôn quý vị. Chính thầy đó đã học lại cho thầy nghe điều đó, là chị rất là nhiều bệnh mà uống nước vô nó mát lạnh cơ thể mình, mà khoa học bác sĩ cũng khuyên là chúng ta nên uống nước để giải độc. Ngày hôm nay chúng ta thâm nhập độc nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta phải giải độc ngược ngoài ra thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta bị hai cái độc là quý vị, một là cái độc tố của trong thuốc sâu rầy, hai là cái độc tố ở ngoài tinh thần, phải không? Vừa rồi có cái chú này ở Bến Tre mẹ điện lên cho thầy, khóc với thầy là con nó bị nhiễm nặng dữ lắm thầy, bây giờ đưa lên trường cai nghiện rồi. Thầy là trời sao để cho cháu nó chích xì ke ma tí nặng dữ vậy mà ở nhà không phát hiện. Là thưa thầy, không phải xì ke ma tí mà nó nghiện khác, họ nghiện gì? Nghiện game online, chơi từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chơi không ăn không uống gì luôn, rồi về nhà đó nó nhập trong cái thế giới của game online đó, nó nói chuyện là chuyện trên mây trên gió mà nói tới Võ Lâm Trường Kỳ không à. Ví dụ như xưng với người ta đây là, ví dụ như mỗi lần á kêu mẹ mà bây giờ á kêu bằng mẫu thân, kêu chị mình không kêu chị, kêu bằng sư tỷ, em mình kêu bằng sư muội, xưng là huynh, chết rồi. Cái này là nhiễm phim Hồng Kông dữ lắm, mà Võ Lâm Trường Kỳ nhiễm ở trong đặt ruột chứ này. Sống trong một cái thế giới hoàn toàn là ảo mộng phù du quý vị, không còn biết gì thế giới thật ở bên ngoài nữa. Cái đó là bị ma nhập. Thầy là không có ma nào nhập hết, ma game nhập á. Bây giờ đi trị đi. Nên ở Trung Quốc á, có con cháu á, là đi nhiễm ma game này dữ lắm quý vị. Nhập con ma game vô một cái rồi nó hết biết thế giới bên ngoài. Nói phim trưởng phim Hồng Kông, nói Na Cha cái hiểu danh dách Na Cha từ đâu đầu thai xuống liền. Nói Dương Tiễn cái biết Dương Tiễn ba mắt liền. Quý vị Phật tử, nói đâu trong phim là biết. Nói Tôn Tẩn cái là nói Tôn Tẩn có 36 kế liền, phải không? Nói tới Quan Công cái là nói tới là Lưu Bị Trương Phi là trong đời Tam Quốc liền. Nói đâu là dính đó phải không? Nói tới Tống Giang là biết trong anh hùng Lương Sơn Bạc liền. Nói đâu là nói danh dách ở trong đó hết đó quý vị Phật tử. Quế độ mà không sao đâu. Cái quế độ thì nó phải có cái này cái kia, mùi này mùi kia, rồi vậy người ta mới gọi là cái không gian trượt của thế gian chứ. Đừng để ý nó kẻ. Không sao cả, từ từ gió cũng bay hết nè, phải không? Nên đó, trong cái không gian mà mình cảm giác như khó chịu cõi ta bà này, mình mới cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ. Mà cõi ta bà này toàn là cái mùi thơm của hoa tulip, hoa hồng, hoa sen đồ không á, thì cầu về Cực Lạc để làm gì, ở đây hưởng thụ phải không? Nên có chút khó chịu mình mới đối chiếu lại nó cảnh ta bà này.
bình thường thì thấy vui vẻ hạnh phúc lắm, lâu lâu có một chút đau khổ kèm theo của game online, của mùi vị mình thấy không có thưởng thức được phải không? Vậy không sao cả, mình sống cảnh ta bà là phải chịu thôi, ngủ trượt ác chế thế là phải chịu thôi. Nên bây giờ chúng ta mới thấy là trong cái rượu bây giờ nó có chứa cái chất cellulo không lọc ra được cái cơ thể mình. Nên bây giờ rất là nhiều người bị bệnh gan quý vị. Tại cái gan nó tải mà một ngày nó lượt lọc ra được là 10 cái chất độc đi, mà bây giờ mình tới 12 chất độc, nó tải không kịp, nó phải xuất ra cái chất mà để lọc căng lên. Nó quá tải làm hư gan của mình, làm hư thận của mình. Vừa rồi có cái thầy ở Vĩnh Long á, bị bệnh gọi là bệnh hư thận, hội chứng hư thận quý vị. Là thận mình không còn khả năng lọc được chất độc nữa, mà bây giờ lọc được chất độc phải nhờ cái máy bên ngoài gọi là máy chạy thận á. Rồi rất là nguy hiểm, một thời gian mà chạy không được nữa rồi thì chết liền quý vị, chết luôn đó, không còn sống nữa. Có một cái vị đó là ở bên An Giang, thì cái vị này mới bị bệnh ung thư gan quý vị. Nhậu từ sáng đến chiều, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, thấy anh là toàn là nhậu không, tới là bị bệnh ung thư gan, ta gọi là xơ gan á, xơ gan cổ trướng, bụng bự lên đây nè. Cái anh ta vô chùa quy Tam Bảo, anh ta mới thề với Đức Phật rằng nếu mà Đức Phật cứu con thì con xin phụng sự Tam Bảo suốt đời, nhưng mà con không có cạo tóc con nha, con làm công quả thôi. Và anh ta lại Phật và anh ta uống thuốc nam. Anh ta uống thuốc nam có mấy vị thôi, là uống thù lù nè, chó đẻ nè, ké đầu ngựa nè, dứa gai nè, tay đâu đủ nè, tra nhớt nè. Uống bao nhiêu vị không, bụng ta xẹp xuống việc, bụng xẹp xuống và thấy hết bệnh bình thường. Hết bệnh bình thường thì bữa đó anh ta thấy hết bệnh rồi phải không? Mỗi lần còn bệnh lên chú dạ lục thời, lên trên bàn Phật lại ngày năm lại, đi đâu cầm sâu chuỗi đi đâu cũng mở miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hết. Bây giờ hết bệnh lại ngày còn hai thời, sâu chuỗi đâu đứt đâu mất rồi, không cầm tay nữa. Như vậy thì bữa đó có cái sinh nhật của cái ông bạn gọi là bạn rượu mà, bạn chí cốt mà, bữa đó đi sinh nhật. Dạ, em này em ở chùa em không uống đâu mấy anh, cho em xin. Cái mấy anh đó thì là ở chỗ khác đi lại, người Bắc đi lại đó làm công á. Anh mới nói theo vậy, thì cái mấy anh này mới nói là bây giờ hết bệnh mà còn sợ gì đó, rượu mà có nhầm gì đâu, uống vô một cốc hai cốc nhầm gì đâu, mỗi lần anh nóc này lên nóc ba bốn chai anh thấy không có sao đâu. Nhưng mà bây giờ hết bệnh gan rồi, Phật cứu mà, Phật đầy đủ thần thông cứu anh hết rồi. Chứ cái bệnh anh đi ra ngoài giờ là vô nghĩa địa rồi, chứ còn đâu đây nữa. Thôi uống cốc với tôi đi. Ảnh là nghe, cái thấy nó cũng bùi tai quá, lâu lâu cũng nhớ lại người uống tới cái nàng tiên cũ, và nhớ lại uống dùng cốc quý vị. Uống dùng cốc thôi về đi, không chịu uống dùng cốc rồi, gọi là ta kêu bằng nóng máy á. Ví dụ như cái máy mà mình đạp lên cái mà nó nóng nó chạy luôn à, dắt sáng 5-6 bữa mình không đề xe đó. Nhất là cái xe của Nhật, cái xe Sirius gì đó, đề lên nó khẹt 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 nóng nổ, nó không có nóng máy. Bây giờ nóng máy rồi cái là khỏi đề nó chạy luôn à. Hồi nãy người ta năn nỉ gần chết luôn không uống, bây giờ vô tự gót cho mình uống luôn à quý vị. Uống xỉn đi về. Bệnh gan mà nó bị tổn thương, xơ gan tất nhiên là chai cái lá gan mình á, nó bị tổn thương ở đó, nó quay lại quý vị, nó bị làm mạnh lên cái là anh ta bị sưng mình mẩy, và anh ta lên anh ta trách Phật là con á, là con hứa với Phật là cả đời con phụng sự Tam Bảo, sao Phật cứu con bây giờ lại Phật giết con. Anh ta trách Phật và mấy Phật tử ở đó lại là ai mà giết ông giết ông chứ ai. Nhậu mà nhậu xỉn rượu bút bệnh gan này ai dám gậu nhậu. Nhưng mà nếu lỡ mình mà uống rượu, mà uống rượu nếp á không sao, mà uống rượu cồn vô đó quý vị, cellulo nó trong đó nó nhiễm chất độc không thoát ra ngoài được quý vị tử, và anh ta đã chết. Và trường hợp thứ hai của anh bác sĩ cũng y như vậy, thầy gặp như vậy là 6 trường hợp vậy. Hết uống thuốc nam hết rồi, uống rượu vô trong một tuần một chết liền tại chỗ, không thoát ra được. Vì vậy thì rượu là chất độc hại vô cùng ở trong dân gian của chúng ta, mà bây giờ nó lan truyền khắp hết rồi. Bây giờ vừa rồi thầy mới đi đám ma của anh này 41 tuổi thôi, nhưng mà lại là có cái gọi là có cái quy chương uống rượu 17 năm. Uống rượu riền, một ngày uống không có nhiều, uống có 3 lít à, uống ngày 6 thời, cũng chú dạ lục thời, mà ta chú dạ lục thời niệm Phật, tụng kinh, còn anh này chú dạ lục thời nhậu rượu.
Như vậy mới 41 tuổi mà thân thể tàn tạ, nhìn vô không biết gì hết á, uống rượu về chửi từ trên đến xóm dưới, từ xóm dưới tới làng trên chửi quá chừng luôn. Ai nhìn thấy như là nhìn thấy ma, đúng là ma men thật. Ma ai cũng sợ hết trơn á. Gặp ảnh đi ở đầu ngõ hẻm thôi, trong này người ta lách qua lách lại đó, gặp mặt chửi người ta. Quý vị uống rượu vô á, bình thường là hiền như cục bột nha, nhậu rượu xỉn vô.